Ukraine có khả năng phải chấm dứt xung đột theo điều kiện của Nga. Ukraine tuyên bố Nga tiếp tục tăng cường lực lượng về phía Bắc Kharkov. Nga gánh nhiều hệ lụy sau những cuộc tấn công nhà máy lọc dầu từ Ukraine. Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện về giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Israel cảnh báo cuộc xung đột tại Gaza sẽ kéo dài đến hết năm 2024. kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Alisa de Carbonell, Phó Giám đốc chương trình ICG, International Crisis Group, khu vực châu Âu và Trung Á, nói với Newsweek trong bình luận qua email, đã quá lâu các đồng minh đã bám vào suy nghĩ màu nhiệm về điểm yếu của Nga và khả năng của Ukraine trong việc buộc điện Kremlin phải đàm phán với thành công của Ukraine trên chiến trường. Tổ chức ICG cho biết trong báo cáo vừa công bố, trong khi Kiev và Moscow hy vọng rằng đối thủ của mình sẽ đưa ra những nhượng bộ lớn để đổi lấy hòa bình, Ukraine phải điều động đủ quân và chờ những người ủng hộ cung cấp vũ khí cần thiết để chống lại một cuộc xung đột lâu dài. Báo cáo nêu, nếu Mỹ cắt giảm viện trợ, châu Âu sẽ cần phải lấp đầy những khoảng trống. Song để làm được điều đó, châu Âu cần cả một chặng đường dài. Tuy nhiên, ICG cho biết, việc Kiev chuyển sang dựa nhiều hơn vào châu Âu sẽ cần các đồng minh đó khắc phục những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng vũ khí cũng như chi nhiều hơn cho việc mua sắm quốc phòng. ICG cho rằng các đồng minh của Kiev sẽ phải thận trọng để tăng dần quy mô hỗ trợ quân sự như Mỹ đang làm để thay đổi nhận thức của Nga về mối đe dọa mà viện trợ của phương Tây gây ra cho Moscow. ICG bình luận, nếu Ukraine và các nước ủng hộ không hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề, Kiev có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột theo các điều khoản của Nga. ICG nhấn mạnh ngay cả khi một thỏa thuận như vậy có thể chấm dứt giao tranh trong thời gian ngắn nó sẽ là một giá đắt đối với không chỉ ukraine mà còn với an ninh châu âu icg nhận định nếu ukraine và các đồng minh không thể vừa thích ứng vừa duy trì quyết tâm của mình kiev gần như chắc chắn sẽ tiếp tục hứng chịu tổn thất cả về con người và lãnh thổ khi đó cuối cùng họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn ký thỏa thuận với nga icg lưu ý rằng ngoại giao sẽ chấm dứt giao tranh và Kiev cùng các đồng minh nên tiếp tục chiến đấu cho đến khi Moscow quan tâm đến một thỏa thuận không chỉ ngừng bắn mà còn hạn chế khả năng của Nga tiến hành các hoạt động tương tự trong tương lai. Nguồn tin của Reuters mới đây cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng Moscow sẽ xem xét các cuộc đàm phán hòa bình, công nhận các chiến tuyến hiện tại, nhưng sẽ tiếp tục chiến đấu nếu Ukraine và đồng minh không đồng ý. Ukraine cho biết nước này đã ổn định được mặt trận ở khu vực Đông Bắc Kharkov, nơi lực lượng nga tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới mở ra một mặt trận mới và làm gia tăng áp lực lên quân đội ukraine tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander shinsky cho biết nga đang tiếp tục điều thêm các trung đoàn và lữ đoàn từ các khu vực khác và các cơ sở huấn luyện để tăng cường quân số trên hai tuyến tấn công chính ở phía bắc khu vực Kharkov. hai tuyến này bao gồm khu vực Shchilecha, lipsi nằm giữa hai ngôi làng nhỏ và vùng lân cận thị trấn biên giới vopchansk nơi đang xảy ra giao tranh trên đường phố Ông Sisky cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng các lực lượng này hiện không đủ cho một cuộc tấn công quy mô lớn, không đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đang tiếp tục tăng cường các tuyến phòng thủ trong khu vực và đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga gần làng Staritsia trên mặt trận Kharkov. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Nga hiện triển khai khoảng 500.000 binh sĩ tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine hoặc đóng gần biên giới đồng thời đang chuẩn bị bổ sung thêm hàng trăm nghìn người. Ông Umerov nhắc lại rằng Ukraine đặt mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea. Nga đã tuyên bố sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ông cho biết mục tiêu quân sự chính của Ukraine trong những tháng tới sẽ là giữ vững các tuyến phòng thủ và chấn áp đối thủ, đồng thời tăng cường năng lực tác chiến của Ukraine trên không, trên biển và trên bộ. Ông kỳ vọng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine khi được hỏi Ukraine dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu máy bay F-16, ông nói chúng tôi cần nhiều nhất có thể. Ông Umerov nói thêm, ở giai đoạn này chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo nhân lực phi công. Chúng tôi tập trung vào cơ sở hạ tầng, chúng tôi tập trung vào việc triển khai các đội vận hành và bảo trì, đồng thời chúng tôi đang nỗ lực hiện đại hóa hoặc triển khai nhiều hệ thống hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này cũng đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí và máy bay không người lái, cũng như khả năng tác chiến điện tử. Ông nhấn mạnh Ukraine rất cảm kích viện trợ quân sự và vũ khí do các đối tác cung cấp, nhưng chỉ một nửa số hàng được cam kết đã đến nơi đúng thời hạn. Ông cảnh báo mọi sự chậm trễ đều mang lại nhiều lợi ích cho Nga, trong khi Moscow có quân số và được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều so với Kiev. Pháp cho biết nước này có thể quyết định về việc điều huấn luyện viên quân sự đến Ukraine khi Tổng thống Zelensky thăm nước này trong thời gian tới. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp dự định ban đầu cử số lượng hạn chế binh sĩ đến Ukraine để đánh giá tình hình, sau đó mới điều vài trăm huấn luyện viên quân sự tới nước này. Nội dung huấn luyện sẽ tập trung vào gia phá mìn, bảo dưỡng thiết bị, chuyên môn kỹ thuật liên quan chiến đấu cơ phương Tây sắp cung cấp cho Ukraine. Theo các nguồn tin, Paris cũng sẽ tài trợ, trang bị và huấn luyện một lữ đoàn cơ giới cho Kiev. Tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky thông báo đã ký giấy tờ cho phép huấn luyện viên quân sự Pháp sớm tới trung tâm đào tạo binh sĩ tại nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không bác bỏ thông tin. Ông nói không bình luận về những tin đồn hay quyết định có thể sắp đưa ra. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết việc huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ nước này là một trong những vấn đề đã được thảo luận từ tháng 2. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp còn kỳ vọng thành lập và dẫn dắt một liên minh gồm những quốc gia muốn hỗ trợ tương tự cho Ukraine. Tổng thống Macron cũng đã từng nói rằng nên cho phép Ukraine vô hiệu hóa căn cứ quân sự của Nga khi ngày càng nhiều bên kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp để tấn công Nga. Tuy nhiên, vấn đề này đang khiến đồng minh của Ukraine bị chia rẽ. Đức và Mỹ, hai nước viện trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine, không muốn cho phép Kyiv dùng vũ khí phương Tây tấn công vào Nga vì lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Moscow. Quan hệ giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã trở nên căng thẳng nhiều hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi việc phương Tây hạn chế sử dụng vũ khí là không công bằng vào thời điểm Ukraine đang vật lộn để ngăn chặn chiến dịch của Nga ở Kharkov. Ông gần đây liên tục thăm các nước châu Âu để vận động ủng hộ. Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phương Tây hiện không có sự đồng lòng nhất trí trong vấn đề này. Ukraine thời gian qua liên tục thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga và gây ra cho Moscow nhiều hệ lụy. Tạp chí Mỹ Foreign Affairs của Mỹ vừa đăng tải bài phân tích về hậu quả từ những cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện. Tờ báo nhấn mạnh vào cuối tháng 3 năm nay, những vụ tập kích nói trên đã làm gián đoạn hoạt động khoảng 14% tổng số nhà máy lọc dầu của Nga. Tình thế trên buộc điện Kremlin phải áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong thời hạn 6 tháng Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để sửa chữa những cơ sở bị hư hỏng bởi vì các nhà máy lọc dầu là công trình phức tạp, đòi hỏi thiết bị công nghệ cao, trong khi phần lớn hàng hóa thuộc danh mục bị cấm vận không thể nhập khẩu. Chưa dừng lại đây, việc thiếu hụt các nhà máy lọc dầu dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Tờ Foreign Affairs nói rõ, những cuộc tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga hiện làm được điều mà chế độ trừng phạt tỏ ra bất lực không đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu hay gây tăng giá. Các cuộc tấn công nói trên làm giảm doanh thu của Nga, đồng thời làm giảm khả năng biến dầu thô thành nhiên liệu cần thiết để vận hành xe tăng hay máy bay. Nga buộc phải thích ứng với sân chơi này trong tư cách bên phòng ngự. Tuy nhiên, một số chuyên gia lưu ý rằng Moscow có hệ thống phòng không mạnh mẽ và việc các nhà máy lọc dầu được bảo vệ chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự đánh giá rằng chiến lược tấn công nhà máy lọc dầu Nga của Ukraine đang phát huy tác dụng khi nó gây tổn hại cho thị trường năng lượng của Nga và gây áp lực lên Moscow, giống như các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga, nhưng chỉ đạt được hiệu quả hạn chế. Các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đang làm điều mà các lệnh trừng phạt của phương Tây chưa thực hiện được. Không làm ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu hay đẩy giá dầu lên cao, các cuộc tấn công của Ukraine đang gây ảnh hưởng tới doanh thu của Nga và làm giảm khả năng của Moscow trong việc biến dầu thô thành loại nhiên liệu cần thiết cho xe tăng và máy bay chỉ cần Ukraine tránh tấn công các đường ống dẫn dầu thô hoặc các cảng xuất khẩu dầu thô lớn, họ có thể duy trì chiến lược này. Tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá rằng chiến lược hiện tại của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga khó có thể giúp Kiev tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Trong những tháng gần đây, Nga cũng liên tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công của Nga hồi đầu năm nay đã gây ảnh hưởng tới 80% các nhà máy nhiệt điện thông thường của Ukraine. Khoảng 2 tuần nữa, một hội nghị hòa bình Ukraine sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tìm kiếm giải pháp thiết lập một nền hòa bình tại Ukraine. Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Nga bất ngờ đưa ra quan điểm của Nga về việc tổ chức hội nghị quốc tế này, hẽ lộ việc Nga có thể tham gia vào những giai đoạn tiếp theo của sự kiện. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các thỏa thuận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng. Theo Ngoại trưởng Nga, Điều quan trọng trước hết là cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đảm bảo lợi ích chính đáng của tất cả các bên. Về ý tưởng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế kịp thời để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của cả Nga và Ukraine, cũng như thảo luận về tất cả các sáng kiến hòa bình sẵn có, chúng tôi coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, khi được hỏi liệu có khả năng Nga đẩy nhanh quá trình giải quyết chính trị cuộc xung đột ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, về mặt lý thuyết, có khả năng đó. Theo ông Lavrov, để điều này xảy ra, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và Kiev phải chấm dứt hành động thù địch. Ông khẳng định, quá trình này diễn ra càng sớm, giải pháp chính trị sẽ bắt đầu càng nhanh. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố, kể cả ở cấp cao nhất rằng, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng, chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình, chứ không chỉ là ngừng bắn. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, việc ngừng bắn không mang lại lợi ích. Ông Lavrov nói thêm, không có ích gì khi cho đối phương tạm dừng xung đột. Họ sẽ một lần nữa lợi dụng điều này để tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang. Các cuộc đàm phán phải dựa trên nguyên tắc an ninh không thể chia cắt và dựa trên tình hình thực địa. Khi được hỏi liệu Nga có thấy lực lượng nào ở Ukraine sẵn sàng tham gia đối thoại hòa bình không, trong bối cảnh nhiệm kỳ Tổng thống của ông Volodymyr Zelensky kết thúc, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, ở Kiev, phe nhóm xung đột đang nắm quyền và nỗ lực để đánh bại Nga trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm và tích cực thảo luận về kế hoạch này với tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức khác. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dựa trên kế hoạch này. Vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Mỹ có tham gia vào quá trình lập công thức hòa bình này của Ukraine hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận: "Tất nhiên là có." Quan chức này cho biết thêm, giới chức Mỹ đặc biệt là ngoại trưởng Anthony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã và đang tích cực tham gia vào việc thúc đẩy công thức hòa bình Ukraine, đồng thời phối hợp với các nước khác để tìm cách tối ưu hóa công thức đó. Trước đó, cựu thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng cho biết Mỹ chưa bao giờ thực sự hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga, kể cả ở thời điểm cuối năm 2022 khi Kiev phản công thành công và giành lại một phần lãnh thổ. Bà Nuland lý giải khi đó họ không ở vị thế đủ mạnh bây giờ họ không ở một vị trí đủ mạnh thỏa thuận duy nhất mà nga sẽ thực hiện khi đó là một thỏa thuận những gì của tôi là của tôi những gì của các vị có thể thương lượng được tất nhiên một thỏa thuận như vậy là không bền vững mặt khác bà nulan cũng cho rằng nga chưa đạt được mục tiêu trong hoạt động quân sự theo bà ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với nga cũng trong diễn biến liên quan tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa qua đã thúc giục người đồng cấp mỹ joe biden tham dự hội nghị hòa bình diễn ra ở Thụy Sĩ. Chính quyền Kiev đang tìm cách mở rộng thành phần tham dự hội nghị với hy vọng có thể giành được sự ủng hộ lớn hơn nữa của thế giới về tầm nhìn của Kiev liên quan khả năng chấm dứt chiến sự với Nga. Thế nhưng, cuộc gặp sẽ bớt phần ý nghĩa nếu Tổng thống Biden không thể đến dự vì bận rộn tranh cử với ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo bên cạnh Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nếu ông Biden không có mặt. Điều đó chẳng khác nào tiếng vỗ tay chúc mừng cho ông Putin. Trong khi đó, Moscow cho rằng hội nghị hòa bình mà không có Nga tham dự là điều vô lý, không có khả năng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo kế hoạch, hội nghị hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15-16 tháng 6 tới, tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock gần thành phố Lusen, miền trung Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị và đã nhận được hơn 50 xác nhận. Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Ukraine và xoay quanh thảo luận công thức hòa bình của nước này. Hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Terzachi Hanekbi cho biết giao tranh ở Gaza sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 2024 trong bối cảnh tòa án quốc tế yêu cầu nước này chấm dứt các chiến dịch quân sự tại đây. Ông Hanekbi nói Cuộc giao tranh ở Rafah không phải là một cuộc chiến vô nghĩa, đồng thời nhắc lại mục đích triển khai quân sự của Israel tại Gaza là nhằm xóa sổ Hamas và ngăn chặn lực lượng này cùng các đồng minh tấn công Israel. Theo Reuters, Israel hiện đã giành quyền kiểm soát vùng đệm dọc biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập và tiếp tục tấn công vào Rafah. Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết các lực lượng Israel đã giành được quyền kiểm soát hành lang Philadelphia. Đây là mật danh mà quân đội Israel đặt cho hành lang dài 14 km dọc theo biên giới duy nhất giữa Gaza với Ai Cập. Ông Hagari nói, hành lang Philadelphia đóng vai trò là đường cung cấp oxy cho Hamas, nơi nhóm này thường xuyên sử dụng để buôn lậu vũ khí vào khu vực Gaza. Hamas và lực lượng Hồi giáo Jihad đã sử dụng tên lửa chống tăng và bom súng cối trong các cuộc giao tranh với Israel, đồng thời cho nổ các thiết bị nổ đã cài đặt nhằm ngăn chặn bước tiến của Tel Aviv tại đây biên giới với Ai Cập dọc theo rìa phía nam là biên giới đất liền duy nhất tại Gaza mà Israel không trực tiếp kiểm soát. Người dân Rafa cho biết xe tăng Israel đã tiến vào Ten Al-Sultan ở phía tây, Jibna và gần Sambora ở trung tâm trước khi rút lui về vùng đệm ở biên giới với Ai Cập thay vì ở lại như trong các cuộc tấn công khác. Theo tòa án quốc tế, hoạt động quân sự tại Rafa gây nguy hiểm cho thường dân do Israel chưa có phương án đảm bảo an toàn cho những người dân sơ tán khỏi Rafa cũng như việc cung cấp thực phẩm nước uống và thuốc men của họ. Tòa án quốc tế cũng đồng thời đưa ra phán quyết yêu cầu Hamas thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin bị bắt từ Israel. Bộ trưởng Bộ Y tế Mazed Abu Rahman kêu gọi Washington gây áp lực buộc Israel mở cửa khẩu Rafah để vận chuyển hàng viện trợ trong bối cảnh người dân Gaza đang gặp nguy hiểm vì thiếu lương thực và thuốc men. Theo cơ quan liên hợp quốc về người tị nạn Palestine UNRWA khoảng 1 triệu người Palestine từng trú ẩn ở Rafah ở cực nam giải Gaza hiện đã bỏ trốn sau lệnh sơ tán của Israel vì lo sợ nguy hiểm. Hiệp hội Trang lưỡi liềm đỏ Palestine PRCS cho biết họ đã sơ tán các đội y tế khỏi bệnh viện giã chiến ở khu vực al mawasi khu vực sơ tán dân sự được chỉ định khi các cuộc ném bom tiếp tục diễn ra tại đây. Bộ trưởng Nội các thời chiến của Israel Gadi Eisenkot cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thất bại cả về an ninh và kinh tế, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử trước cuối năm nay. Ông Eisenkot nhận định ông Netanyahu đang đánh lừa công dân bằng những khẩu hiệu chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas thay vì trung thực về sự phức tạp trong cuộc chiến tại Gaza hiện đã kéo dài 8 tháng. Ông Eisenkot nói, bất cứ ai nói rằng chúng ta sẽ giải tán một vài tiểu đoàn ở Rafa và sau đó đưa các con tin về là đang gieo rắc một ảo tưởng sai lầm. Sẽ mất từ 3 đến 5 năm để ổn định tình hình tại Gaza và nhiều năm nữa để xây dựng một giải pháp thay thế cho Hamas. Ông Eisenkot cho rằng, ông Netanyahu đã không thực hiện được các cam kết hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2022, bao gồm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út và tăng cường nền kinh tế. Trong tuyên bố trên Telegram, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông Eisenkot và thành viên nội các chiến tranh Israel Benny Gantz, đối thủ chính của ông Netanyahu, đang tìm cách biện minh để rời khỏi liên minh trong thời điểm cao trào của xung đột. Đảng Likud cho hay, thay vì theo đuổi chiến thắng, họ đang tham gia vào chính trị nhỏ nhen. Trong khi đó, hôm 29 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachis Hanesbib tuyên bố, giao tranh ở giải Gaza sẽ còn diễn ra trong ít nhất là 7 tháng nữa. Điều này cho thấy Israel vẫn chưa sẵn sàng kết thúc giao tranh theo đề nghị của Hamas như một phần của thỏa thuận trao đổi con tin. Phát biểu trên kênh truyền hình 12TV của Israel, ông Hanebi nói thêm rằng quân đội Israel đã kiểm soát 75% hành lang Philadelphia chạy dọc biên giới giải Gaza và Ai Cập. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Palestine Mazes Abu Ramadan nêu rõ không có dấu hiệu nào cho thấy cửa khẩu biên giới Rafah sẽ sớm được mở lại cho hàng hóa viện trợ. Cũng trong ngày 29 tháng 5, Israel đã điều xe tăng tham gia các chiến dịch ở Rafah, phía bắc giải Gaza trước đó một ngày các xe tăng của israel lần đầu tiên tiến vào trung tâm rafah bất chấp lệnh của tòa án công lý quốc tế nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào thành phố này Người dân Rafah cho biết xe tăng đã tiến vào tên al An Ansutan phía tây Rafah và Isna và gần Sao Bara ở trung tâm Rafah trước khi về vùng đệm ở biên giới với Ai Cập. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã tái khẳng định quan điểm phản đối cuộc tấn công lớn trên bộ của Israel ở Rafah, đồng thời tin rằng chưa có hoạt động nào như vậy đang được tiến hành. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với căng thẳng chính trị cả trong nước và quốc tế sau cuộc không kích của Israel và trại tị nạn ở Rafah. Cuộc tấn công đã khiến Israel đối mặt với làn sóng lên án mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, cũng như các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar, Pháp, Italia. Cuộc tấn công của Israel ở Rafah xảy ra nhiều tuần sau các cuộc biểu tình phản chiến tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Diễn biến mới nhất này cũng phơi bày tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Biden về mức độ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn nửa năm ở giải Gaza. Đặc biệt là khi ông phải đối mặt với chặng đường tranh cử đầy cam go. Ông Richard Haas, cựu quan chức Bộ ngoại giao Mỹ và hiện là chủ tịch danh dự của Hội đồng quan hệ đối ngoại, nói về cuộc tấn công mới nhất của Israel ở Rafah. Nó khiến tình hình khó khăn trở nên tồi tệ hơn đối với ông Biden. Ông ấy đang cố gắng duy trì một chính sách nhất quán, nhưng vấn đề là ở chỗ, với nhiều người thì chính sách đó đang ủng hộ Israel quá nhiều, nhưng với một số người khác, sự ủng hộ đó vẫn chưa đủ. Một số chuyên gia và nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng cuộc không kích của Israel cùng với báo cáo về việc xe tăng Israel tiến vào trung tâm Rafah, rõ ràng đã vượt qua ranh giới đỏ của ông Biden và kêu gọi tổng thống có phản ứng cứng rắn. Khi được hỏi, liệu cuộc không kích vào Rafah có thể xếp vào loại chết chóc và hủy diệt, dẫn đến việc Mỹ từ chối cung cấp thêm viện trợ cho Israel hay không? Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết, Israel đã nói rằng đây là một sai lầm bi thảm. Ông Kirby cho hay Mỹ sẽ tìm kiếm các câu trả lời của Israel sau cuộc điều tra của họ về vụ tấn công vào trại tị nạn ở Rafah. Ông Kirby nói, sau cuộc tấn công vừa qua, Mỹ không có sự thay đổi chính sách nào đối với Israel. Israel sẽ điều tra, chúng tôi sẽ quan tâm tới những gì họ tìm thấy và sẽ xem mọi chuyện đi tới đâu. Trước đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố, nếu Israel thực hiện cuộc tấn công toàn diện vào Rafah, phía nam Gaza, thì điều đó sẽ vượt qua làn danh đỏ của Mỹ. Tổng thống Biden dù công khai chỉ trích các Israel xử lý xung đột trong những tháng gần đây, nhưng ông vẫn nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ của Mỹ với Israel. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, Tổng thống Biden từng nhấn mạnh, ông sẽ không bao giờ bỏ rơi Israel. Ông Brooke Riddle, thành viên cấp cao tại Viện Brookings, từng làm việc với các vấn đề Trung Đông trong chính quyền tại Mỹ, nói rằng cộng đồng quốc tế ngày càng kêu gọi hành động chống lại Israel, khiến Mỹ trở nên lạc lõng. Vài ngày trước cuộc không kích, Tòa án công lý quốc tế đã kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức chiến dịch ở Rafah. Dù không mang tính ràng buộc, nhưng lời kêu gọi này được các đồng minh của Mỹ ủng hộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông phẫn nộ trước cuộc không kích ở Rafah và các chiến dịch của Israel phải dừng lại. Ông cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức. Tuần trước, Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha đã tuyên bố chính thức công nhận nhà nước Palestine nhằm bày tỏ sự bất mãn với cách tiến hành chiến tranh của Israel ở Gaza. Ông Riddle nói, lằn danh đỏ đã bị vượt qua và nó lại bị vượt qua một lần nữa khi chúng ta đang nói đến nó ở đây. Mỹ dường như ngày càng lạc nhịp với phần còn lại của cộng đồng thế giới, bao gồm cả đồng minh của họ, và đó không phải là điều mà ông Biden muốn xảy ra. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ không hài lòng với cách ông Biden xử lý vấn đề Israel. Một cuộc thăm dò do Wall Street Journal được thực hiện vào tháng 3 tại bảy bang chiến trường cho thấy nhiều cử tri tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giải quyết cuộc xung đột Israel Hamas tốt hơn ông Biden với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 45% và 31%. Mặc dù ông Trump chưa vạch ra kế hoạch riêng để giải quyết xung đột Israel Hamas, nhưng ông chỉ trích chiến lược của tổng thống Biden với Israel, tuyên bố rằng Đảng Dân chủ ghét Israel và người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng này là ghét tôn giáo của chính họ. Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 29 tháng 5 tuyên bố nhóm này đã tấn công 6 tàu liên quan đến Israel trên 3 vùng biển khác nhau trong cùng một ngày. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Jahia Sare khẳng định nhóm này đã tấn công 3 tàu trên biển đỏ, 2 tàu trên biển Ả Rập và 1 tàu trên biển Địa Trung Hải. Tất cả các con tàu bị tấn công đều có liên quan đến Israel. Chủng loại vũ khí sử dụng trong các cuộc tập kích 6 con tàu là tên lửa đối hạm. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa xác thực thông tin do Houthi tuyên bố. Tuy nhiên, một số nguồn tin Israel cho biết, một trong sáu con tàu bị Houthi tấn công hôm 29 tháng 5 là chiếc tàu hàng Lux mang cờ quần đảo Marshall. Con tàu này bị hư hại sau cuộc tập kích của Houthi ngoài khơi Yemen một ngày trước đó. Danh tính và tình trạng năm con tàu còn lại chưa được xác định. Houthi bắt đầu hoạt động tấn công các tàu liên quan đến Israel lưu thông trên biển đỏ, biển Ả Rập và Vịnh Aden từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, tức là khoảng một tháng rưỡi sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Thời gian gần đây, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen và được Iran hậu thuẫn tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công tàu liên quan Israel ra toàn bộ các vùng biển khu vực, trong đó có Ấn Độ Dương và biển Địa Trung Hải. Trước đó, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc thừa nhận nhóm vũ trang Houthi ở Yemen có khả năng nhắm mục tiêu tấn công vào các tàu thuyền ở địa Trung Hải. Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết nhóm Houthi có loạt vũ khí tiên tiến, họ có vũ khí có thể vươn tới địa Trung Hải. Điều chắc chắn đáng lo ngại là họ có năng lực này. Vị quan chức nói thêm, Mỹ hiện chưa có bằng chứng cho thấy Houthi thực sự cố gắng tiến hành một cuộc tấn công ở địa Trung Hải, nơi nằm cách các khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát ở phía tây bắc Yemen hơn 2.000 km. Cũng theo quan chức Mỹ, chưa từng có tiền lệ nào về việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm theo cách mà Houthis đang làm. Đây là một dạng khủng bố hàng hải mà cả thế giới muốn chấm dứt. Trên thực tế, các đồng minh truyền thống của Mỹ ở vùng vịnh bao gồm những nước từng tham gia vào cuộc chiến quy mô lớn và kéo dài nhiều năm chống lại Houthis lại đang né tránh cam kết cùng chống lại nhóm vũ trang ở Yemen trong thời điểm hiện tại. Cụ thể Cường quốc trong khu vực là Ả Rập Xê Út cũng hạn chế không phận đối với tiêm kích Mỹ muốn tìm kiếm căn cứ để từ đó triển khai tấn công các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Yemen. Thay vào đó họ muốn có giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột với Houthi. Trong những tuần qua, nhóm Houthi đã nhiều lần cảnh báo sẵn sàng mở rộng phong tỏa biển đỏ và biển Ả Rập tới địa Trung Hải để tấn công các tàu có liên quan đến Israel. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen được cho là sở hữu một loạt tên lửa đạn đạo, chống hạm và phòng không chủ yếu từ thời Liên Xô cũ sau đó nâng cấp và sử dụng chúng để tấn công tàu buôn, tàu chiến cho đến các mục tiêu trên không. Các loại vũ khí tầm xa nhất mà Houthi sở hữu bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa Burkhan với tầm bắn tối đa 1.200 km và Tufan có tầm bắn lên tới 1.950 km. Chính quyền vùng đất ly khai Chanichia đang rất lo ngại xảy ra một cuộc tấn công từ phía Moldova Moldova đang tích cực tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự để tiến hành cuộc huấn luyện tại một thao trường gần khu định cư Bunbaka, nằm gần Chanitia. Điều này đã được tuyên bố bởi đồng chủ tịch Ủy ban Kiểm soát chung GCC từ Cộng hòa Moldova, Pritnetrovia, PMR, không được công nhận, ông Oleg Belikov. Vị quan chức trên bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng số lượng xe bọc thép chở quân cùng với vũ khí hạng nặng trong khu vực. Hiện tại, xe bọc thép chở quân và vũ khí hạng nặng được cất giữ tại thao trường gần làng Bunwaka. Cần phải lưu ý rằng, thành phố Benderi cách đó 12 km, cách Grigori Opol 8 km. Ông Belikov nói trong một cuộc họp báo, số lượng vũ khí đạn dược lớn như vậy và việc huấn luyện liên tục không thể không khiến chúng tôi lo ngại. Đồng Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát chung GCC từ Cộng hòa Moldova, Chovia, nhấn mạnh rằng hành động quân sự hóa của phía Moldova gây lo ngại cho Tiraspol. Ông Belikov lưu ý rằng, bất chấp tình trạng trung lập của họ, khi không có ý định gây hấn đối với các nước láng giềng như Ukraine và Romania, tình hình ở Transnistria vẫn chưa ổn định. Việc duy trì tình trạng hiện nay ở khu vực Transnistria được hỗ trợ bởi lực lượng gìn giữ hòa bình chung, bao gồm 402 quân nhân Nga, 492 người Transnistria và 355 binh sĩ Moldova. Hồi tháng 3, hãng tin TASS cho hay một chiếc trực thăng đóng tại căn cứ quân sự ở Tiraspol đã bị UAV cảm tử phá hủy và vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ của một chiếc trực thăng quân sự với phần thân gần như bị phá hủy hoàn toàn. RT dẫn thông tin giới chức ở Chanitschia khẳng định chiếc UAV được phóng từ vùng Odessa lân cận của Ukraine. Cho tới nay, giới chức Chanitschia vẫn chưa nêu đích danh bên gây ra vụ tấn công, chỉ tuyên bố đang mở cuộc điều tra làm rõ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa vùng ly khai Transnistria với Moldova. Transnistria hồi cuối tháng 2 cầu viện Moscow với lời giải thích bị Moldova phong tỏa kinh tế. Giới chức tại Transnistria cũng nêu vấn đề này với Tổng thư ký Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Nghị viện Liên minh Châu Âu (EU) và các cơ quan tổ chức quốc tế khác, kêu gọi họ gây áp lực lên Moldova. Đây không phải lần đầu vùng ly khai ở Moldova yêu cầu Nga giúp đỡ. Hồi tháng 5 năm 2023, quan chức chính quyền ly khai từng cho biết họ muốn Nga tăng lực lượng đồn trú tại khu vực nhằm đối phó với quân đội Moldova. Theo đài RT của Nga, trong sự kiện do Viện Brookings tổ chức tại Washington, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế của Nhà Trắng, Đà đã được hỏi rằng liệu Mỹ có nên áp thuế đối với mọi mặt hàng xuất khẩu của Nga trong khuôn khổ lệnh trừng phạt Nga hay không. Ông Xinh trả lời rằng, lịch sử của các lệnh cấm vận thương mại không phải là một lịch sử vĩ đại, nhưng trong phạm vi mà Nga đang chuyển đổi hoàn toàn nền kinh tế thành một nhà máy phục vụ cho chiến tranh, chúng ta sẽ đi đến điểm mà trên thực tế đó là nơi kết thúc. Đáp lại, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã viết trong một bài đăng trên Telegram rằng, không có lệnh cấm vận hay trừng phạt nào có thể phá vỡ nền kinh tế Nga. Ông Antonov nói và nhấn mạnh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Moscow và không điều gì có thể khiến Nga đi chạy khỏi con đường nguyên tắc của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế, xã hội và công nghiệp của đất nước mình. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù Nga là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới, nhưng tổng sản phẩm quốc nội GDP vẫn tăng 3,6% và cao hơn mức trung bình toàn cầu năm 2023. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán GDP sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay đại sứ Nga nhấn mạnh giới chức Mỹ không nên tự hào khi đưa ra những tuyên bố về lệnh cấm vận này. Ông cho hay về bản chất, Mỹ đang công khai phát tín hiệu sẵn sàng phá hủy hoàn toàn các mối quan hệ kinh tế toàn cầu đã được thiết lập. Theo ông Antonov, các nền kinh tế đang phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang phải gánh chịu tình trạng gián đoạn bởi hơn 4.500 lệnh cấm do Washington áp đặt đối với các cá nhân và công ty trên toàn cầu kể từ tháng 2 năm 2022 khi Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông lưu ý, các lệnh trừng phạt của Mỹ đang kích động Nga và các nước khác đáp trả, từ đó làm tăng nguy cơ xung đột thương mại toàn cầu và làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã tồi tệ giữa Moscow và Washington. Hiện nay, ít nhất 2.173 công ty nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga, trong khi khoảng 1.600 công ty đã rời hoàn toàn hoặc giảm hoạt động ở thị trường này. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, bởi vì cho rằng các công ty này có liên quan đến việc hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Mỹ cáo buộc những doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang Nga các mặt hàng có thể giúp chế tạo máy bay không người lái UAV như cánh quạt, động cơ và cảm biến, cũng như những công nghệ vi phạm các lệnh trừng phạt trước đây chống Moscow. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố, Bộ Tài chính liên tục cảnh báo rằng các công ty sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể khi cung cấp hỗ trợ vật chất cho xung đột của Nga tại Ukraine. Theo đài CBS, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các nước thành viên đang giáo diết chuẩn bị cho viễn cảnh ứng viên Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cựu phát ngôn viên chính của NATO Oana Langescu cho biết, Tổng thư ký tổ chức này Jens Stoltenberg đang chuẩn bị một bản kế hoạch viện trợ Ukraine mới theo hướng không thể bị ảnh hưởng bởi các biến động chính trị. Bản kế hoạch này có hiệu lực trong 5 năm với trị giá lên đến 107 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ông Stoltenberg dự kiến trao nhiều trách nhiệm trực tiếp hơn cho các thành viên liên minh ngoài Mỹ. Đặc biệt, các đồng minh châu Âu sẽ thành lập một quỹ viện trợ Ukraine chung và tăng mức hỗ trợ của mình. Điều này nhằm giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ vào các hoạt động của NATO. Bà skill nhận định, việc có một sự dễ đoán nhất định là rất cần thiết đối với các nước đồng minh và Ukraine, ám chỉ ông Trump quá thất thường kế hoạch của ông Stoltenberg nhằm giảm một vài gánh nặng của Mỹ đối với tổ chức, song vẫn duy trì vai trò giám sát hoàn toàn. Động thái trên của NATO phản ánh rõ tâm lý e ngại những tác động tiêu cực ông Trump có thể mang lại cho khối này nếu đắc cử Tổng thống. Mối quan hệ giữa Donald Trump và NATO vốn không êm đềm. Trong 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên châu Âu của Liên minh và đe dọa rút khỏi NATO nếu họ không đóng góp nhiều hơn cho chi tiêu quân sự của khối. Theo nhận định của chuyên gia quốc phòng người Anh Finley Grimble, nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 và thực sự làm như tuyên bố, châu Âu có thể sẽ phải ra quyết định độc lập về an ninh. Ông Grimbo nói, đề cập tới liên minh châu Âu EU rằng nếu nước Mỹ dưới thời Trump thực hiện chính sách khiến NATO thất vọng, liên minh này sẽ sụp đổ, EU sẽ là ứng viên thay thế đảm nhận nhiệm vụ quan trọng nhất của NATO là bảo vệ châu Âu trước mối đe dọa từ Nga. Về lý thuyết, tổng thống Mỹ không được tự quyết định rời NATO. Sau khi Quốc hội Mỹ năm 2023 bỏ phiếu cấm nhánh hành pháp thực thi điều này mà chưa có sự cho phép của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, Grimbo cảnh báo Mỹ dưới thời ông Trump có thể làm NATO bị suy yếu và tê liệt mà không cần phải rút khỏi liên minh. Mặt khác, cựu tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 từng cảnh báo ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nào không thực hiện nghĩa vụ về chi tiêu quốc phòng. Ông cũng nói sẽ không tuân thủ điều khoản về phòng thủ tập thể của liên minh nếu tái đắc cử. Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump kêu gọi giảm căng thẳng và phàn nàn về hàng tỷ đô la Mỹ phải chi cho Kiev. Điện Kremlin ngày 29 tháng 5 thông báo, Tổng thống Vladimir Putin đã ký xác lệnh hành pháp, bổ nhiệm ông Alexei Dumin làm thư ký hội đồng nhà nước. Hội đồng được thành lập năm 2000 là cơ quan tư vấn cho Tổng thống trong các vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Diu 51 tuổi, gia nhập cơ quan bảo vệ Liên bang Nga, FSO, năm 1995, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Boris Yeltsin và Thủ tướng Viktor Chernomyrdin. Từ tháng 8 năm 1999, ông làm cận vệ cho Tổng thống Putin trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga. Ông Diu từng cho biết, tôi là thành viên nhóm đảm bảo an ninh cho Tổng thống ở mọi nơi, cả ở Nga và nước ngoài. Ông nói thêm rằng, ông thường xuyên báo cáo tình hình cho ông Putin vào mỗi buổi sáng. Cũng trong tháng 5 Tổng thống Putin ký xác lệnh bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong văn phòng Tổng thống. Theo đó, ông Putin đã tái bổ nhiệm ông Anton Vaino làm tránh văn phòng Tổng thống và các ông Sergei Kirienko, Alexei Gromov cùng giữ chức phó tránh văn phòng thứ nhất. Tổng thống Putin bổ nhiệm ông Alexei Dilmin và ông Nikolai Pachushev, người trước đó là thư ký Hội đồng An ninh Liên bang, làm trợ lý Tổng thống. Trong khi đó, ông Maxim Oreskin, người trước đó là trợ lý Tổng thống, được thăng chức phó tránh văn phòng Tổng thống. Như vậy, cơ cấu mới của văn phòng tổng thống bao gồm tránh văn phòng. Ông Anton Vaino, người đảm nhận chức vụ này từ tháng 8 năm 2016. Phó tránh văn phòng thứ nhất, Sergei Kirienko, phụ trách các vấn đề chính trị nội bộ. Và phó tránh văn phòng thứ nhất, Alexei Gromov, sẽ giám sát hoạt động của giới truyền thông. Phó tránh văn phòng, kiêm thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov và các phó tránh văn phòng, Dmitry Kozak, Vladimir Ochovenko, Magomed Salam, Magomedov, và Maxim Oreskin. Trong số trợ lý của tổng thống Putin có ba nhân vật mới là các ông Dimin sẽ giám sát tổ hợp công nghiệp quốc phòng và thể thao cũng như tham gia vào hội đồng nhà nước. Ông Patrushev sẽ giám sát hoạt động đóng tàu cũng như quan hệ với truyền thông. Ông Ruslan Edengarif, người trước đó giữ chức cố vấn trong nguyên thủ quốc gia. Các trợ lý tại vị bao gồm các ông Iri Usakov, Vladimir Medinsky, Dmitri Mironov, Andrei Fusenko. Dmitry Sankov, Dmitry Kalimulin và bà Larisa Bricheva. Trong khi đó, các nhân sự là cố vấn của Tổng thống Putin có sự thay đổi như sau. Bà Elena Yampolskaya, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia, tức Hạ viện, về văn hóa, và ông Igor Levitin, người từng làm trợ lý cho Tổng thống, trở thành các cố vấn mới của Tổng thống. Các ông Valery Fadeyev, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, và ông Anton Kobiakov, người giám sát việc tổ chức các sự kiện quốc tế có sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga, tiếp tục giữ vị trí cố vấn trong cơ cấu nhân sự mới. Theo tạp chí Business Insider, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phụ trách kinh tế quốc tế, Dalip Singh khẳng định tại sự kiện do một viện nghiên cứu tổ chức ở Washington. Tỷ lệ phần trăm vũ khí chiến trường của Nga sở hữu linh kiện của các hãng Mỹ hoặc đồng minh đang cao một cách đáng báo động và không thể chấp nhận điều này xuất phát từ việc hàng hóa từ các công ty trên đã qua nhiều đường trung gian đề cập đến các nhà máy quốc phòng của nga do đó ông sinh yêu cầu các công ty công nghệ mỹ cần cảnh giác hơn đối với các lô hàng xuất khẩu của mình ông tuyên bố tôi muốn phát lời kêu gọi khẩn cấp cho trách nhiệm từ các công ty hãy vận dụng sự sáng tạo và nguồn lực của bạn hiểu rõ khách hàng của bạn hiểu rõ khách hàng của họ hiểu rõ người dùng cuối là ai hãy đảm bảo rằng các công ty Mỹ đang không vô tình trở thành bánh răng trong kho vũ khí của Nga. Hồi tháng 4, truyền thông Mỹ đưa tin Nga dường như dùng tiền điện tử để qua mặt lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm mua linh kiện để đẩy mạnh sản xuất vũ khí. Wall Street Journal dẫn nguồn tin nói rằng các bên trung gian Nga đã sử dụng tiền điện tử Tether có thể quy đổi ra đô la Mỹ để mua vũ khí. Đây là một trong những đồng tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất thế giới. Báo Mỹ cho rằng Tether đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cỗ máy quân sự của Nga vì người giao dịch đồng tiền này có thể ẩn danh một cách tương đối, trái ngược với các ngân hàng thông thường. Wall cho biết, các nhà nhập khẩu thương chuyển khoản bằng đồng rút và tài khoản ngân hàng Nga do những người trung gian điều hành. Những người này chuyển đổi đồng rút thành Tether và thanh toán bằng nội tệ cho các nhà cung cấp nước ngoài của họ ở những nơi như châu Á và Trung Đông. Một người trung gian nói với Wall Street Journal rằng nhân vật này đã thực hiện một đơn đặt hàng cho một doanh nghiệp Nga một công ty con của tập đoàn Kalashnikov mà anh từ chối tiết lộ tên. Theo đơn hàng mà báo Mỹ tiếp cận được, có 248 loại linh kiện điện tử, bao gồm các phiên bản của bộ vi điều khiển STM32 do một nhà sản xuất chất bán dẫn Thụy Sĩ chế tạo. Ngoài ra, trong những tuần đầu của cuộc xung đột, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và ngăn chặn khả năng Moscow tiếp cận các công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí tinh vi. Nga được cho là đã khai thác những lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt của phương Tây để nhập khẩu công nghệ Mỹ thông qua các nước láng giềng, các nhà bán lẻ và nhiều công ty vỏ bọc. Một số chuyên gia và phương tiện truyền thông đã vạch ra những tuyến đường mà Nga có thể sử dụng để nhập khẩu công nghệ bị cấm hoặc bị hạn chế tiếp cận. Các tuyến đường này đã cho phép Điện Kremlin duy trì nguồn cung cấp tên lửa ổn định để tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trước đó, ông Mykola Daniliuk, sĩ quan quân đội Ukraine nói rằng Nga đang sử dụng các cửa hàng trực tuyến để nhập khẩu chip điện tử của Mỹ dùng cho bộ phận điều khiển tên lửa. Nhiều mặt hàng được phân loại là lưỡng dụng, tức là có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự, do đó không nằm trong phạm vi trừng phạt. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Nga đã sử dụng UAV Shahed của Iran để tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine Thậm chí Iran được cho là đã cung cấp cho Nga thông tin kỹ thuật để chế tạo phiên bản riêng của UAV Shahed tại thành phố Jelabuga thuộc vùng Tatarstan, nơi từng bị UAV tầm xa của Ukraine tấn công hồi tháng 4. Ông Julian Roche, nhà phân tích quân sự của tờ Bill, nước Đức, cho rằng sự giúp đỡ từ Iran trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine không chỉ là cung cấp đạn pháo, đạn xe tăng hay UAV mà còn mở rộng sang cả bom dẫn đường. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết số đăng ký trên UAV là R858, ER cho thấy nó có nguồn gốc từ Iran. Nga đã sử dụng những chiếc UAV này từ năm 2022, thời điểm Moscow chưa có hệ thống UAV tầm xa của riêng mình. Còn theo ông Rupche, đoạn video được quay ở vùng Kursk của Nga cho thấy UAV Mohaj-6 mang theo hai quả bom dẫn đường của Iran là KM-5. Trước đó, bom KM-5 được Iran đưa vào sử dụng vào năm 2019 và có bốn phiên bản. Ông Robche nói khả năng UAV được cho là sẽ tấn công vùng Sumy của Ukraine, nhưng không rõ vì lý do gì mà nó lại bị rơi. Cũng theo ông Robche, các lực lượng vũ trang Nga trước đây chưa từng sử dụng bom KM-5 ở Ukraine. Sự việc lần này đã hé lộ cấp độ mới trong hợp tác quân sự giữa Tehran và Moscow. Ở chiều ngược lại, theo giới chức Mỹ, quan hệ ngày càng thân thiết với Nga giúp Iran sở hữu nhiều vũ khí, đủ sức đối phó nếu gặp phải sự đe dọa từ phía Israel. Hồi năm ngoái, Viện Thiết kế Chế tạo Máy NPP Start của Nga mời 17 quan chức Iran thăm nhà máy sản xuất ở thành phố Yekaterinburg. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế bệ phóng và thiết bị mặt đất cho các tổ hợp tên lửa hiện đại nhất của Nga, bao gồm cả hệ thống phòng không tầm xa S-400. Các email của quan chức Iran bị dò dỉ mô tả chuyến thăm là cơ hội để giới thiệu những tiềm năng về khoa học và kỹ thuật, cũng như các sản phẩm mà Moscow có thể cung cấp cho Tehran chưa rõ hoạt động này có dẫn đến hợp đồng mua bán vũ khí nào giữa hai bên hay không. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ nhận định đây là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác chiến lược giữa Moscow và Tehran trong hai năm qua. Cũng là yếu tố đáng kể mà Israel phải tính đến nếu muốn trả đũa quân sự nhằm vào Iran sau vụ tập kích bằng UAV, tên lửa của Tehran hồi tháng 4. Hàng loạt quan chức tình báo Mỹ, châu Âu và Trung Đông giấu tên cảnh báo công nghệ quân sự của Nga có thể tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng Iran giúp nước này đối phó với những khí tài hiện đại nhất của Israel như tiêm kích tàng hình F-35I và tên lửa đạn đạo. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, người đứng đầu cơ quan biên phòng Nga Vladimir Kulishov nói rằng tình hình ở biên giới Nga-Ukraine và các vùng lãnh thổ lân cận vẫn căng thẳng. Ukraine bất chấp thất bại trong cuộc phản công năm ngoái, vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng lực lượng vũ trang với sự giúp đỡ của phương Tây. Ông Kulishov lưu ý rằng số vụ tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào lãnh thổ Nga không hề giảm. Trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng quân sự, vận tải, năng lượng và công cộng tiếp tục gia tăng, dẫn đến thương vong chủ yếu là dân thường. Tướng Kulishov đồng thời lưu ý rằng các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine thường bao gồm lính tư nhân nước ngoài và thành viên của các tổ chức khủng bố quốc tế vẫn tiếp tục nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Ông Kulishov nói, tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt theo các hướng Bidiansk, Kursk, Bengorod và Krum. Chính quyền biên giới đã ngăn chặn 29 nỗ lực như vậy. Đồng thời nhấn mạnh tình báo Ukraine hoạt động nhiều nhất vào thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3. Với sự hỗ trợ của các nước bảo trợ phương Tây, chủ yếu là Mỹ và Anh, hoạt động tình báo của các cơ quan đặc biệt Ukraine đang gia tăng, kèm theo những nỗ lực lôi kéo cư dân khu vực biên giới và các hoạt động tình báo và lật đổ. Ông Kulishov thông tin và cho biết thêm rằng, Điều này nhằm gây bất ổn tình hình và gây hoảng loạn trong dân chúng. Trong khi đó, truyền thông Đức dẫn đánh giá của giới tình báo phương Tây nói rằng bức tranh tổng thể của Ukraine lúc này có vẻ ảm đạm trước sự vượt trội của Nga. Theo đánh giá, Ukraine khó có thể nắm thế chủ động trong năm 2024. Đến cuối năm nay, Ukraine có thể sẽ phải chịu những tổn thất về lãnh thổ lớn hơn đáng kể so với những gì đã xảy ra kể từ tháng 1. Báo cáo phân tích, Điều này là do định hướng phòng thủ hiện tại của Ukraine và do giao tranh kéo dài. Ukraine đang muốn bảo toàn lực lượng và câu giờ bằng cách nhượng lại lãnh thổ, với hy vọng điều này sẽ giúp họ có thời gian để huy động và khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường tấn công vào các hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine có thể trở thành một vấn đề. Mặt khác gần đây, một số nước phương Tây, trong đó có Anh, dường như nới lỏng hạn chế đó với Kiev. Nga cho rằng những động thái này của phương Tây là nguy hiểm, đồng thời cảnh báo hậu quả mà họ có thể đối mặt. Theo Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến ở Pokrovsk. Tổng cộng 25 cuộc tấn công đã được ghi nhận và quân đội Nga đã đạt được thành công một phần. Cơ quan này cho biết tình hình chung trên các mặt trận vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Nga. Chỉ trong vòng một ngày, khoảng 110 cuộc giao tranh đã được ghi nhận. Lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Quân đội Nga đang tranh thủ lúc Ukraine chưa nhận được đủ vũ khí và quân số bổ sung để kéo giãn hơn nữa lực lượng đối phương hạ sĩ khí của Ukraine bằng đòn đánh vào Kharkov. Trước đó, các nhà phân tích quân sự cho rằng các cuộc tấn công của Nga khó có thể lan tới đường phố Kharkov. Quân đội Ukraine được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ phức tạp xung quanh thành phố như hàng trăm dặm chiến hào, dây thép gai, mìn và răng rồng, cách những người lính gọi các khối hình kim tự tháp có thể ngăn chặn xe tăng. Các quan chức Ukraine từ Tổng thống Zelensky trở xuống cũng tuyên bố đang gấp rút tăng viện. Giới chức Ukraine từng tin rằng sẽ mất hàng tháng trời để Nga chiếm được thành phố Kharkov. Điều đó đúng nếu quân đội Nga đặt mục tiêu kéo cờ lên thành phố từng là thủ đô của Ukraine. Nhưng nếu Nga chỉ muốn làm tiêu hao sinh lực đối phương bằng cách chiếm các khu định cư gần Kharkov, họ hoàn toàn có thể làm được. Các quan chức quân sự Ukraine nhấn mạnh Nga đã tấn công khu vực biên giới phía Bắc để đánh lạc hướng lực lượng Ukraine ở phía Nam, nhưng nỗ lực đó không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov có thể là một phần trong chiến lược của Nga, không nhất thiết là mở một tuyến tấn công mới vào Kharkov. Nga dường như đang muốn biến đây thành thỏi nam châm hút lực lượng Ukraine khỏi các chiến trường khác nơi lực lượng Ukraine vốn đã kiệt sức. Chiến sự gần Kharkov được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi Nga tấn công quyết liệt hơn để tạo sức ép buộc Ukraine phải rút quân chỗ khác về giải vây. Nói với New York Times, ông Big Ryan, một tướng người Australia đã nghỉ hưu và là thành viên tại Viện Nghiên cứu Lâu Ý, trụ sở ở Australia, nhận định các cuộc tấn công hiện nay có vẻ là quy mô nhỏ, nhưng mục đích là nhằm làm suy giảm tinh thần của người Ukraine, cả dân sự và quân sự nếu Ukraine quyết định giữ vững vị trí bằng mọi giá, họ sẽ mất thêm quân và lực lượng sẽ ngày càng nhỏ hơn. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Yuriy nói, Vương quốc Anh đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow và chúng tôi đã sử dụng chúng. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Kiev có quyền tấn công Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp. Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV, khi được hỏi liệu lực lượng Ukraine có ý định sử dụng vũ khí nước ngoài để chống lại mục tiêu ở xa chiến tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không, ông Jurisak nói điều này đã xảy ra. Moscow từng cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí của Anh để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào khu vực của Nga. Hồi đầu tháng 5, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergei Beliaev tuyên bố vũ khí do anh cung cấp đang được quân đội ukraine tích cực sử dụng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở donbass cũng như nhiều khu vực khác trong khi đó ukraine tiếp tục yêu cầu thêm nhiều nước bật đèn xanh cho kiev sử dụng vũ khí phương tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nga ngoài vương quốc anh một số quốc gia khác bao gồm ba lan và latvia cũng đã đồng ý để ukraine sử dụng vũ khí tài trợ tấn công lãnh thổ nga tổng thư ký nato mới đây lên tiếng ủng hộ ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây. Theo đó, ông Jens Stoltenberg cho rằng các quốc gia cung cấp vũ khí Ukraine nên để nước này tự do sử dụng chúng để tấn công mục tiêu quân sự ở Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo chống lại động thái nêu trên của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây đang thể hiện sự leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột. Ông Putin cảnh báo phương Tây về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh toàn cầu vì Ukraine. Ông nói rằng Xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến thứ ba. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu, các nhà lập pháp và các quan chức Ukraine đang gây sức ép lên Nhà Trắng để thúc đẩy Washington xem xét cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Cùng lúc, Nga đang đạt được những tiến triển lớn trên chiến trường. Do đó, theo tờ Politico, Tổng thống Joe Biden và nội các ngày càng lo ngại về khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Moscow, đặc biệt là cuộc tiến công gần đây nhất vào thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong chuyến thăm Moldova ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Antony Blinken đã phát đi tín hiệu cho thấy việc Washington có thể thay đổi chính sách. Theo ông Blinken, một đặc điểm trong cách tiếp cận của chính quyền ông Biden đối với Ukraine kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự hai năm trước là điều chỉnh phù hợp khi tình hình thay đổi, chiến trường thay đổi, hành động của Nga thay đổi. Ông Blinken nói, chúng tôi cũng đã thích ứng và điều chỉnh, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngay sau đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, mặc dù khẳng định rằng hiện vẫn chưa có sự thay đổi trong chính sách, cũng lưu ý rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã thích ứng một cách phù hợp. Hơn 100.000 UAV FPV mang theo chất nổ được các công xưởng tại Ukraine chế tạo hàng tháng cho quân đội nước này. Mỗi FPV chỉ nặng vài kg và thường mang theo một quả đạn nặng chưa tới 1 kg. Dù FPV cực kỳ nguy hiểm đối với bộ binh nếu bị lộ vị trí, nhưng xe bọc thép thường lại dễ dàng né tránh được đòn tấn công từ FPV để tiếp tục chiến đấu. Song điều này dường như đang thay đổi bởi khả năng các đội điều khiển FPV của Ukraine đã tìm ra cách để tăng cường hỏa lực và phá hủy các phương tiện bọc thép của Nga. Điều này được thể hiện trong đoạn video phá hủy xe tăng T-80 của Nga khi tiến về phía phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Donetsk gần đây. Theo tờ Forbes, trong video được Lữ đoàn Cơ giới 47 của Ukraine đăng tải, chiếc FPV của đơn vị này bay quanh xe tăng T-80 nặng 46 tấn của quân đội Nga. Trong khi đó, phương tiện của Nga đã được tăng cường thêm giáp và thiết bị chống UAV. Thông thường cuộc tấn công như vậy chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho xe tăng Nga. Tuy nhiên, chỉ bằng một đòn tấn công, FPV Ukraine lần này đã làm nổ tung T-80 và phần tháp pháo cũng bị phá hủy. Chen Telenko, cựu kiểm toán viên chất lượng của Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng Mỹ nhận định, tôi bắt đầu tự hỏi liệu các nhà chế tạo FPV của Ukraine có mượn ý tưởng từ RBS-56 của Thụy Điển hay không. RBS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế mang đầu đạn nặng hơn 11 kg được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa, phát nổ hướng xuống thay vì hướng về phía trước. Phương pháp tấn công từ trên xuống này nhắm vào lớp giáp mỏng ở phía trên xe tăng. Chiếc FPV làm nổ tung chiếc T-80 dường như đã xuyên qua thân xe tăng từ phía trên và đâm vào kho đạn của nó, gây ra một vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ. Nhà quan sát Telenco lưu ý, một cách làm đơn giản nhưng lại khiến FPV trở nên nguy hiểm hơn nhiều chuyên gia Telenko không phải chỉ suy đoán, Ukraine đã nhận được từ các đối tác nước ngoài hàng nghìn tên lửa chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo. nl nặng hơn 11kg giống như RBS-56, một sản phẩm của Bofors và mượn đầu đạn nổ hướng xuống của RBS-56. Theo nhà sử học về vũ khí Matthew Moss, có ít nhất là một video lan truyền trên mạng xã hội mô tả quân đội Ukraine tháo tên lửa khỏi bệ phóng nl kép bị hư hại, dường như để sử dụng đầu đạn trong một chiếc FPV ông Moss nhận định việc kết hợp một chiếc fpv với đầu đạn nlavk sẽ rất thú vị rõ ràng quân đội ukraine không cần phải tháo các tên lửa nlavk được tài trợ ra để cung cấp cho đội máy bay không người lái của họ những đầu đạn phóng từ trên xuống ngành công nghiệp ukraine hoàn toàn có khả năng sản xuất đầu đạn nổ hướng xuống nếu ukraine áp dụng cách tiếp cận tương tự trong sản xuất đầu đạn mà họ áp dụng cho sản xuất máy bay không người lái chế tạo nhiều loại khác nhau trong nhiều xưởng nhỏ thì có thể không chỉ có một loại đạn cho máy bay không người lái phóng từ trên xuống, mà có thể có vài loại khác nhau trong kho vũ khí của Ukraine. Theo tờ South China Morning Post, ngày 29 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các nước châu Âu cần gửi một thông điệp chung về mối quan ngại trước sự hỗ trợ của Trung Quốc với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine ông kembo nói trong cuộc họp tại trụ sở nato ở thủ đô bruxelles nước bỉ rằng những gì chúng tôi thấy từ trung quốc không phải là một hay một vài công ty hỗ trợ nga đây là một nỗ lực toàn diện bền vững và được giới lãnh đạo trung quốc ủng hộ nhà ngoại giao mỹ cho rằng bắc kinh tìm cách vừa ủng hộ moscow vừa cố gắng duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế bình thường với châu âu quan chức này cho rằng hỗ trợ của trung quốc tạo ra năng lực cho nga không chỉ trên chiến trường ở ukraine mà còn có thể gây ra thách thức chiến lược đối với các nước khác ở châu Âu. Quan chức Mỹ lưu ý thêm để đáp trả hành động của Trung Quốc, châu Âu và Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt trong một số trường hợp cụ thể. Ông Campbell nói, tôi hy vọng Mỹ và các nước trong NATO sẽ thực hiện những bước tiếp theo. Sau cuộc họp, tờ Politico Europe đưa tin, ông Campbell đã nói với một số nước châu Âu rằng việc duy trì mối quan hệ bình thường với Trung Quốc sẽ không thể nếu Bắc Kinh tiếp tục ngầm tiếp tay cho xung đột Nga-Ukraine. Trước đó không lâu, đài CNN đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây là một phần trong loạt lệnh trừng phạt nhắm vào tổng cộng gần 300 mục tiêu được Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 1 tháng 5. Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga, theo hãng tin Reuters, có 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị nhắm tới. Đây là một trong những hành động có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chống lại các công ty Trung Quốc cho đến nay khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Ông Campbell từ chối tiết lộ bước tiếp theo của Mỹ có thể là gì. Ông nói, "Tôi nghĩ chúng tôi cần gửi tín hiệu rõ ràng tới Bắc Kinh rằng những bước đi mà Trung Quốc đang thực hiện là nguy hiểm cho sự ổn định lâu dài ở châu Âu." Ngày 28 tháng 5, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế của Nhà Trắng Dalip Singh cho biết, Mỹ và các đối tác sẵn sàng sử dụng những biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu để ngăn chặn thương mại Trung Nga đe dọa an ninh của họ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Tháng 4 vừa qua, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington đã thảo luận sơ bộ về biện pháp trừng phạt một số ngân hàng Trung Quốc nhưng chưa có kế hoạch triển khai. Nội bộ NATO đã tranh cãi gay gắt về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tập kích lãnh thổ Nga, với quan điểm ủng hộ Kiev đang trỗi dậy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở thủ đô Berlin. Chúng tôi nghĩ nên cho phép họ vô hiệu hóa các căn cứ quân sự được Nga sử dụng để phóng tên lửa và tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và Đức với lo ngại rằng việc để Ukraine dùng tên lửa tầm xa do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột gia tăng nghiêm trọng, tăng nguy cơ nổ ra đụng độ trực tiếp giữa NATO với Moscow. Nhưng khi tình hình chiến trường ngày càng khó khăn, lời kêu gọi của Ukraine càng trở nên khẩn thiết. Nga nhận ra sự ràng buộc trong cách sử dụng vũ khí của Ukraine và đã tận dụng, tập trung lực lượng ngay sát biên giới để phát động các cuộc tấn công mà không lo bị tập kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn AFP, họ có thể khai hỏa bất kỳ vũ khí nào nhằm vào chúng tôi từ lãnh thổ của họ. Đây là lợi thế lớn nhất Nga có. Chúng tôi không thể làm gì với các hệ thống của họ, vốn nằm trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Tình hình chiến trường và những lời kêu gọi khẩn thiết của Ukraine đã châm ngòi làn sóng tranh cãi quyết liệt trong NATO khi các quốc gia thành viên công khai thể hiện sự bất đồng. Tuy nhiên, làn sóng tranh luận đang dần nghiêng về hướng có lợi cho Kiev. Tuy vậy, nội bộ NATO vẫn tồn tại bất đồng đáng kể trong vấn đề này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tái khẳng định tính hiệu quả của chính sách hiện tại và phản đối việc bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí của Đức để tấn công lãnh thổ Nga. Hệ lụy tiềm ẩn cũng sẽ khiến giới chức phương Tây phải cân nhắc kỹ. Bên cạnh đó, hiện nay các thành viên NATO đang ngày một chia rẽ về kế hoạch 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine. Cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, các cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ và Liên minh châu Âu cũng dự báo những thay đổi lớn trên bản đồ chính trị toàn cầu. Theo kế hoạch ban đầu của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, các đồng minh NATO cam kết chi 100 tỷ euro trong thời gian 5 năm. Coi đây là minh chứng cho Mỹ thấy rằng châu Âu đang đóng góp phần của mình trong việc ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài ngay cửa ngõ liên minh châu Âu cũng đồng nghĩa với cuộc chiến hào mòn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi tuần trước tuyên bố nước này đang xem xét lại tư cách thành viên trong NATO nhằm đảm bảo đất nước không bị lôi kéo vào các cuộc chiến bên ngoài. Các thành viên châu Âu cũng tỏ ra miễn cưỡng với đề xuất của Mỹ sử dụng tài khoản đóng băng của Nga để đảm bảo khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro cho Ukraine. Các quốc gia như Pháp và Đức lo ngại, chính người nộp thuế của họ mới là đối tượng chịu ảnh hưởng chính nếu Ukraine không thể trả lại số tiền đó khi xung đột kết thúc. RT dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Cezary Tomczyk cho biết, Vác không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây bao gồm cả vũ khí do Ba Lan cung cấp, để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Bình luận của ông Tomjik được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây vẫn chưa thể thống nhất việc vũ khí tầm xa viện trợ cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công Nga hay không. Một số lãnh đạo châu Âu lập luận rằng không nên có lệnh cấm sử dụng vũ khí phương Tây trong khi những người khác, đặc biệt là Mỹ, nhấn mạnh rằng hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn xung đột gia tăng. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh ZET, Thứ trưởng Tomjik nhấn mạnh rằng không có hạn chế nào đối với vũ khí Ba Lan cung cấp cho Ukraine và lập luận rằng các nước phương Tây khác cũng nên dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí mà họ đã chuyển giao cho Kiev. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie ngày 29 tháng 5 tuyên bố nước này đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và không hạn chế các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Người đứng đầu ngành ngoại giao Canada nói Nga không có làn danh đỏ, ở Canada không có điều kiện nào đối với việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Theo Ngoại trưởng Jolie, Điều quan trọng là các quốc gia thành viên NATO phải cho Kiev thấy rằng họ luôn sát cánh bên Ukraine, bất chấp những gì đang xảy ra. Cùng ngày, trang Liga Novosti cho biết Anh, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Czech, Thụy Điển và Estonia nằm trong số 10 quốc gia sẵn sàng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Trước đó ngày 28 tháng 5, trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cho phép Kiev tấn công các cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, vũ khí do phương Tây cung cấp có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở phóng tên lửa vào Ukraine, nhưng không được sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và cơ sở quân sự không tham gia vào hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các nước đồng minh nên một lần nữa xem xét khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ lập trường không ủng hộ Kiev trong vấn đề này. Moscow đã nhiều lần kịch liệt lên án khả năng vũ khí phương Tây được sử dụng để chống lại Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, ông Stoltenberg đã vượt quá thẩm quyền của mình khi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm. Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các nước phương Tây nên biết rằng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ thể hiện sự gia tăng nghiêm trọng của cuộc xung đột một số thành viên NATO cũng đã bác bỏ những lời kêu gọi tấn công nhiều hơn vào các mục tiêu ở Nga. Trong đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi NATO hết sức cẩn thận với những tuyên bố như vậy. Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cũng tuyên bố rằng NATO không thể buộc chúng tôi giết người ở Nga, đồng thời nhấn mạnh Rome chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ, chứ không phải để chiến đấu, tấn công và lại bỏ bên ngoài lãnh thổ của mình.